Xin chào tất cả anh em nhé. Bây giờ em xin phép em tổng kết tiếp tục tổng kết 1647 cái triệu hoán phù. 1647 cái triệu hoán phù nha anh em. Thì sẽ thu về những cái gì? Đầu tiên là được 1 2 3 4 5 1 2 3 4 này. 5. Cứ tính đều đi nhé. 6 5 30 33 cuốn. 33 cuốn thì là nhân với giá 250 xu một cuốn. Nhân với 250, 8k. 8k 250 cộng với 40 viên 4520 kim, cộng tiếp với đúng không? 4520k. 20k. Chuẩn rồi đấy. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18. 18 nhân với 300. 5k4 tiếp. Cái chỗ này đã là bao nhiêu rồi? 8250 cộng với 20 cộng với 5400. Chỗ này đã 33 kim. 33 kim 650 mà 1647 nhân với 15. Hết 24 kim, lãi vào chục kim, lãi vào 9 kim. Lãi vào 9 kim. Lãi vào 9 kim. 9 kim mới là cái số hiện tại ở bên ác này thôi. Nó còn ở ác bên này nữa. Nó còn ở ác bên này nữa các anh ơi. Để em chuyển sang ác bên này. Nó một số đồ bên này nữa. Ôi, chết rồi, nhầm. Đây. Và một số đồ ác bên này nữa. Như là một cái dây chuyền thủy kháng tất cả 14 chẳng hạn, đúng không? Một cái dây chuyền thủy kháng tất cả 12. Một cái 12, một cái 14. Một cái dây tốc 40 kháng lôi 28. Một cái giày tốc kháng lôi tốc 4 độ 40 kháng lôi 28 quá con. Một cái nhẫn làm chậm. Một cái bá vương tiêu hỏa sát nội công 193 làm chậm 20. Một cái ngọc bội thân pháp 16 làm chậm 40, sinh lực 112, nội lực 61. Một cái kiếm thời gian làm chậm 40, hỏa sát nội công 61, 161. Nhà 161 thế này. Sinh lực 66, quá ngon luôn. Một cái đại phong đao hút sinh lực 8, hiện 3 cho nó cẩn thận, và sinh lực 84, độc sát hẳn 17 điểm cho nó chuất. Anh em thấy nó chuất chưa? Thì em nghĩ cái này nó đâu đấy được đôi kim nữa. Thế là lãi vào mười mấy kim rồi. Lãi vào mười mấy kim rồi các thầy ạ. Cũng khá là ok. Hôm nay đánh cũng không đến nỗi làm. Vâng, và em xin phép em dừng video clip tổng hợp đồ của 1647 cái triệu hoán phù ở đây. Anh em nào đi qua thấy hay và hấp dẫn, anh em nào muốn đọc đỏ như em Trường, cứ PM em Trường sẽ giúp tận tình nha anh em nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em. Bye bye anh em.